định là đổi đưa cho chồng, đưa lấy không, đưa cho chồng. Nó thay áo nè, nó kêu đây nè, còn áo trắng nữa nè, lấy rồi á. À đó, bây giờ đang lấy đi tiếp đấy. Vô lấy nữa. À à, anh lấy anh Tư. Rồi mình lấy cơm cần gì mà lấy nhiều thế? Cần gì lấy nhiều thế? Bây giờ tại sao cần lấy nhiều thì không cần phải thay quần áo đâu, vào đây cho khỏi phải đi mất công. À, rồi lại đây. Cho tại vì có hai chồng. Hai vợ chồng nhưng mà chồng lấy rồi mà. Đổi thay quần áo khác ra. Thôi người ta trình bày lý do chính đáng thì cho thôi, nhưng mà thấy người ta vất vả quá cô ạ. À, thấy vất vả quá. Dạ. Ba đứa kia nạp nữa hả? Dạ dạ. Mới vừa đuổi ra. Dạ dạ. Lấy nhiều quá thì các cô chú ở đây phát hiện là có những người thay quần áo ra để nhận nhiều lần. Đây chắc cô Cường sang để sinh hoạt tư tưởng. Đấy. Đó các bạn thấy cô mặc áo đỏ này. Bây giờ đó, bây giờ lại khoác áo khác vô. Hai vợ chồng là đã nhận đủ rồi các bạn ơi. Đã mỗi người một phần rồi, nhưng mà vợ thì lại thay quần áo ra, lại muốn lấy thêm một suất nữa. Thấy chị vất vả quá thì cũng muốn hỏi xem là chị cần gì thì để đáp ứng. Chứ để chị phải đi tới đi lui nhiều lần thì cũng cực cho chị. Rồi đúng không cô? À, lấy rồi, lấy nữa. Rồi, cởi áo khoác ra để cho mình sao ngụy trang đó không? Đó, cởi áo khoác ra ngụy trang bị phát hiện. Giờ mới chịu đi rồi. Đây. Hai vợ chồng. Đó. Hai người, hai thằng là một am. Đó. Tức là hai vợ chồng đã nhận đủ rồi nha các bạn. Bây giờ nhờ những cô chú quần chúng nhân dân để phát hiện.
Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Chúc quý cô bác anh chị một ngày mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an. Ngay lúc này thì mình đang có mặt tại góc giao lộ đường Võ Thị Sáu cắt với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Võ Thị Sáu ngày xưa có tên là Đại lộ Hiền Vương, còn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ngày xưa có tên là đường Công Lý. Hướng camera đây thì chúng ta sẽ đi về khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, thưa các bạn. Còn cái hướng đi thẳng đường Võ Thị Sáu Hiền Vương thì chúng ta sẽ đi về giao lộ vòng xoay Công Trường Dân Chủ. Bây giờ Tuấn Dương sẽ quẹo phải và chúng ta sẽ đi về khu vực gần nhất. Đây đang là góc đường Tú Xương cắt với Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Trong buổi sáng sớm ngày hôm nay thì cô bác anh chị thấy cái lượng xe cũng rất đông này. Mọi người đi làm, đặc biệt là cái khu vực trung tâm này. Đây đang là góc giao lộ Điện Biên Phủ cắt với Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Điện Biên Phủ ngày xưa còn có tên là Phan Thanh Giản. Đó. Các phương tiện thì nhích từng chút một. Thì đây là một cái trục đường chính. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì Tuấn Dương sẽ tới bếp cơm của cô Cường để ghi lại cái buổi nấu cơm rồi phát cơm chay. Bữa cơm này thì do gia đình cô chú Đệ Vân và các con gửi tặng. Ngoài việc gửi tặng những cái bữa cơm giúp bà con nghèo thì cô chú còn ủng hộ cho cái chương trình để Tuấn Dương đi Đà Lạt thăm các cháu khiếm thị và giúp đỡ những cái nữ bệnh nhân bị bệnh tâm thần. Bên cạnh đó chú cô chú còn ủng hộ kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay của Tuấn Dương, rồi lì xì cho cô Cường, cho các tình nguyện viên của bếp cơm. Buổi sáng sớm ra thì cô bác anh chị thấy là cái lượng phương tiện khá đông, mọi người di chuyển thì nhích từng chút một, và dự kiến thì ngày Tết sẽ còn có khả năng là sẽ đông hơn nữa. Năm nay thì lượng người ở thành phố không đông như khoảng 2 năm trở về trước. Lý do là do dịch bệnh thì nhiều người đã về quê rồi. Hiện nay như các cái bến tàu, bến xe thì lượng khách rất là vắng. Theo như bến xe miền Đông và bến xe miền Tây cho biết thì lượng khách chỉ vào khoảng 15-30% so với năm trước. Đây là góc Nam Kỳ Khởi Nghĩa cắt với đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hồng Thập Tự. Đặc biệt là tàu vé tàu Tết dành cho những cái bà con lao động nghèo thì năm nay gần như là ế ẩm, không có khách mua. Không biết là những cái ngày kế tiếp thì tình hình sẽ ra sao. Đây, phía bên tay phải của chúng ta là Dinh Thống Nhất đây các bạn. Đây, không biết là Dinh Thống Nhất là bán vé tham quan hay chưa. Chắc là có bán vé rồi các bạn ơi. Đây là Dinh Thống Nhất cũng đã bắt đầu bán vé cho khách tham quan trở lại. Bên tay phải của chúng ta là Dinh Thống Nhất. Đây, Tuấn Dương sẽ quẹo phải đi vào đường Nguyễn Du. Ở đây cái mặt này còn có một cái cổng nữa đây. Đây là Dinh Norodom.
Đây mình quẹo trái đi vào đường Nguyễn Trung Trực. Đây là góc Lý Tự Trọng với Nguyễn Trung Trực. Lý Tự Trọng ngày xưa còn có tên là đường Gia Long. Đây các bạn nhìn những các cái nơi mà nó trông hoang mát, không có người thuê mướn, đặc biệt là các cái khu vực trung tâm. Ở dưới đây là chúng ta gặp đường Lê Thánh Tôn. Wow, một bà già đẩy cái xe ve chai đi khá nặng. Tuy nhiên thì cũng mừng cho bà vì đẩy cái xe nặng có nghĩa là bà sẽ kiếm được tiền. Đây góc Nguyễn Trung Trực cắt với Lưu Văn Lang. Lưu Văn Lang thì ngày xưa có tên là Tạ Thu Thâu. Cái con phố này cũng chuyên buôn bán ba lô túi sách, giày dép, những các cái đồ cho khách du lịch. Năm nay thì các bạn nhìn này, những các cái cửa hàng này đang bỏ trống, không có người mướn. Chung là chợ Bến Thành năm nay thì rất là vắng. Đây, trước mặt chúng ta là cửa đông của chợ Bến Thành. Cửa đông của chợ Bến Thành. Đây, các bác xe ôm cũng khá là rảnh rang, ngồi chơi, chơi nước. Những bác xích lô. Tiệm vàng. Đây, cửa bắc của chợ Bến Thành đấy các bạn. Qua bên đây là bếp cơm. Ồ, chào các chú. Đây thưa cô bác anh chị, là hôm nay chào cô, đây các cô làm đồ kho chay, đậu hũ, đậu rơm, đậu đông cô. Xíu cho thanh long, hôm trước thì có anh Thắng rồi có 2 tấn thì cũng vẫn đang còn, hôm qua đã phát rồi, hôm nay phát tiếp, vẫn còn thì hôm nay sẽ phát tiếp thanh long ruột đỏ. Nước suối, chuối. Dạ thưa cô, hôm nay con sẽ gửi cô cái số tiền này là của gia đình cô chú Đệ Vân, gồm 3 người con của cô là Vân Quang Vinh, Vân Quang Thái và Vân Thu Huệ.
thì sẽ gửi cái số tiền là 600 đô đây để cô nấu cơm chay. Cái số tiền đó là 13.800.000. Ngoài ra thì 200 đô sẽ gửi lì xì cho các cô chú thì và anh chị ở trong và gia đình nhà cô chú Đệ Vân mà đại diện là các con gửi thì con đã chuẩn bị những cái bao thư đây rồi. Cảm ơn rất là nhiều. Có ủng hộ cho số tiền lì xì cho anh em. Dạ đây thì để con sẽ coi. Ở đây số tiền này là 1 triệu thôi, cô móc thử ra xem là trong đấy cái bao thư nặng nhất thì là thử thôi. Cô Cường thì đang bị đau tay. Đó, rồi rồi được rồi, đủ rồi, chắc nhiều đấy. Rồi, cái đó là gửi biếu cô Cường. Rồi được cảm rồi. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Rồi chúc cô năm mới vui vẻ. Bây giờ con có tiền sẽ tết rồi. Dạ rồi, con sẽ gửi dạ đây cái món này là gửi bếp trưởng. Rồi. Dạ, số rồi, tiền là chú Đệ Vân. Cô chú Đệ Vân ạ. Cô cái mặt kia cô, mặt kia bao. Đó rồi rồi được rồi, con cảm ơn. Dạ bây giờ con gửi các cô chú còn lại nhá. Dạ đây gửi biếu mỗi cô chú là số tiền này là 300.000. Dạ. Lì xì cô chú ạ. Rồi, rồi cho con gửi. Cảm ơn cô bác nha. Vâng ạ. Vâng. Đây gửi chú ạ. Cô chú Đệ Vân gửi biếu chú. Cảm ơn cô chú chị Vân. Dạ. Đây gửi chị. À, cô chú Đệ Vân gửi. Dạ. Gửi chú ạ. Cô chú Đệ Vân gửi biếu chú nhá. Dạ. Chú Tâm gửi biếu chú Tâm 300.000. Rồi cảm ơn. Dạ. Em ơi gửi biếu em. Dạ. Dạ, gửi biếu cô. Dạ. Gửi biếu anh ạ. Dạ. Rồi, gửi thanh niên. À, cô chú Đệ Vân gửi tặng em nhá. Dạ. Đây bà gái, bà à đâu, bà mẹ của Thái Lan. Cô chú Đệ Vân gửi cho bà. Lúc nào rảnh thì ra phụ bà Cường nhá. Có gì thì chị em đóng cửa ra đường bảo nhau để làm bữa cơm cho bà con nhá. À rồi. Dạ. Vẫn đang chia cơm. Lát xong thì sẽ phát cho bà con, mình sẽ quay tiếp. Bây giờ là mình còn dương nhiều quá. Tuấn Dương xin chào quý khán giả kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Bây giờ là gần 11 giờ và chuẩn bị sẽ phát những cái phần thức ăn chia sẻ với bà con. Thì cái phần quà này của gia đình cô chú Đệ Vân do ba người con là Vân Quang Vinh, Vân Quang Thái, Vân Thu Huệ sẽ gửi 13.800.000 để phát những cái suất ăn chay. Còn lại là hồi nãy thì cũng đã gửi lì xì cho các cô chú trong bếp cơm. Trước khi mà phát cơm đó thì mình xin giới thiệu những các cái phần ăn này thì gồm có là một chai nước suối, một phần cơm chay, một trái chuối, một trà, mỗi người là một trái thanh long rồi cô? Hai trái. Mỗi người sẽ là hai trái thanh long và sẽ phát cho tới hết. Thì hiện nay cô cứ phát cho nhóm này trước đi. Hiện nay thì cô chú anh chị đã tới xếp hàng khá nhiều rồi. Phát ở kia trước từ từ đã cô bác. Cô nhận cơm đứng vào hàng đi cô. Đứng vô hàng dùm ạ. Dạ. Đứng vô hàng dùm đi cô bác ơi. Cô bác mình đứng vô hàng đi ạ. Đây các cô chú tới lánh cơm khá nhiều, rất dài. Đây, dài ra tới tận góc ngã tư luôn này các bạn này. Rồi sau khi mà phát xong cho những người khuyết tật thì sẽ
phát tiếp cho các cái cô chú mà đang xếp hàng. Mỗi người sẽ nhận một suất ăn. Rồi có cả anh Tây này cũng đi đánh cơm này. Rất tươi nhá, thanh long to ngon. Các bạn nhìn những cái trái này này, những trái này là hơn cả ký lô. Đó. Toàn thanh long xuất khẩu và lúc này không có để thuốc. Cô bác lấy thôi đừng có lựa. Mình lấy từ trên xuống dưới dùm đi ạ. Yêu thương cái người tới sau của mình. Cô bác lấy thôi đừng có lựa. Một trái thôi nhá cô bác ơi, lấy nhiều quá xếp hàng. Xếp hàng đi cô, xếp hàng đi cô. Rồi cảm ơn chú. Cô bác ơi, ghé lấy đừng có lựa nhá. Yêu thương người đến sau, lựa là nó nát hết. Lấy từ trên xuống dưới dùm đi ạ. Dạ rồi, con mơ cảm ơn chú. Cơm, nước suối, chuối. Anh, một ngày đi nhận nhiều bếp cơm ăn hết không? Hai chỗ à, ở trong lớn. Một ngày anh nhận ở bao nhiêu bếp cơm? Hai. Trong cái lớn á, đi đây. Xếp hàng hết. Xếp hàng đi Dũng. Kệ.
Cô bác ơi, mình lấy từ trên xuống dưới để yêu thương cái người đến sau, mình đừng có lựa. Mỗi người nhận một phần thôi. Cô bác mình lấy từ trên xuống dưới nhá, mình đừng có lựa. Toàn trái bự được không? Làm thì rất lâu nhưng mà phát rất lẹ nha các bạn. Đó, cô bác nhận cơm, nước suối, thanh long, chuối. Cởi áo ra bị đuổi vậy. Dạ, cởi áo ra mặc áo khác ạ.
đúng rồi. Dạ. Đó, cái bà. Đó, bên này. Và đội nón đỏ chú. Ừ. Bà đội nón đỏ hay sao? Cái bà đó. Mặc áo nâu nâu đấy chị ạ. Ừ. Dạ. Định là đổi. Đưa cho chồng. Đưa lấy không đưa cho chồng. Bắt đầu nó thay áo nè, nó kêu đây nè. Còn áo trắng nữa nè. À. Lấy rồi á. À. Đó đó. Bây giờ đang lấy đi tiếp đấy. Bây giờ chuẩn bị vô lấy nữa. À à. Lấy cho anh Tư. Rồi mình lấy cơm cần gì mà lấy nhiều thế? Cần gì lấy nhiều thế? Bây giờ tại sao cần lấy nhiều thì không cần phải thay quần áo đâu, vào đây cho khỏi phải đi mất công. À, rồi lại đây. Cho tại vì có hai chồng. Hai vợ chồng nhưng mà chồng lấy rồi mà. Đổi thay quần áo khác ra. Thôi người ta trình bày lý do chính đáng thì cho thôi, nhưng mà thấy người ta vất vả quá cô ạ. À. Thấy vất vả quá. Dạ. Bà đi chơi nạp nè. Dạ dạ. Mới vừa đuổi ra. Dạ dạ. Lấy nhiều quá thì các cô chú ở đây phát hiện là có những người thay quần áo ra để nhận nhiều lần. Đây chắc cô Cường sang để sinh hoạt tư tưởng. Đấy. Đó các bạn thấy cô mặc áo đỏ này. Bây giờ. Đó bây giờ lại khoác áo khác vô. Hai vợ chồng là đã nhận đủ rồi các bạn ơi. Đã mỗi người một phần rồi, nhưng mà vợ thì lại thay quần áo ra, lại muốn lấy thêm một suất nữa. Thấy chị vất vả quá thì cũng muốn hỏi xem là chị cần gì thì để đáp ứng chứ. Để chị phải đi tới đi lui nhiều lần thì cũng cực cho chị. Rồi đúng không cô? À, lấy rồi, lấy nữa. Cởi áo khoác ra để cho mình sao bị trang đó. Cởi áo khoác ra ngụy trang bị phát hiện. Đây. Hai vợ chồng. Là hai vợ chồng đã nhận đủ rồi nha các bạn. Bây giờ nhờ những cô chú quần chúng nhân dân để phát hiện ra là ai cũng tặng hết các bạn. Đây cô bác nhìn những cái trái thanh long này này. Tới cả ký lô luôn, hơn 1 ký lô luôn. Đây đây, thấy thanh long nè. Đó, một cái trái. Trái này phải ký 1, ký 2. Không có đâu. Tại đâu? 800 gram. Bự lắm. Không cân thử rồi. Bự lắm. Này không đơn ký đâu. Phải 800 gram mà 200 gram rồi đấy. Nặng đơn ký không? 8 lạng thì có lại cả đó rồi chứ không đăng ký. Ê ê, lấy mấy trái đem về cho tụi nó ăn này nè. Nè ông chú này, ông chú ơi. Mỗi rồi á. Trái bự. À thanh long nữa rồi. Lấy đi mấy trái. Rồi nó. Nó dần lại. Nhìn thấy ông sợ luôn rồi chứ. Đây thì ngày hôm nay cũng còn một ít nữa thì chắc sẽ đem vô trong khu hẻm phát cho bà con khu phố. 2 tấn phát 2 ngày. À, cô chú Đệ Vân cũng có gửi để nhờ mình mang 2 suất ăn chay cho người chị của chú. Thì mình sẽ ghép cái đoạn đó vào sau cái video clip này. Ờ rồi lấy đi. Ai ăn cũng lấy đi. Để
sát vô lề ấy. Rồi mỗi người một trái nhận đi cô bác ơi. Người đẹp ăn Thanh Long lấy đi, quẹo lừa rồi Thanh Long đi chú, lấy cơm lấy đồ đâu quá, lấy cơm Thanh Long chuối suối, cơm này chuối này, nước suối đây nè, cơm này chuối rồi. Rồi nước suối luôn. Cơm, chuối, nước suối, Thanh Long vẫn còn nha các bạn. Giờ sẽ phát tiếp cho những người tới sau. À, bánh cam. Ngày bán được nhiêu cái anh? Dạ em đi 300 cái à. À ngày được 300 cái. 300 cái. Một cái là bán nhiêu tiền anh? Dạ 4.000. 4.000. Dạ. Em 5 cái gì 20. À dạ. Rồi cảm ơn anh. Cậu em 5 cái anh không đây, giờ cho các anh chạy xe ôm Grab. Nhà này có cái hội luôn hả anh? Anh đứng ngay dưới Sài Gòn này bự. Ừ. Hiểu không? Cỡ xe lấy luôn. Đây còn cơm này chị ơi, cơm Thanh Long. Đây mấy anh Grab. Ở những cô đi bán bánh mì. Đây những là suất ăn cuối cùng rồi. Rồi xin cảm ơn. Rồi, một lần nữa thì xin cảm ơn anh Thắng đã ủng hộ Thanh Long để phát cho bà con. Cảm ơn gia đình cô chú Đệ Vân đã ủng hộ tài trợ những cái suất ăn này. Hẹn gặp cô bác anh chị trong những video tiếp theo. Trang trí rất đẹp luôn, có chữ chúc mừng năm mới. Rồi hai cái cây mai ở phía bên ngoài, vạn sự như ý. Đó. Hẻm trang trí rất đẹp nhé. Giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài. Đó, mừng xuân Nhâm Dần 2022. Cô bác anh chị nhìn những chữ chúc mừng năm mới, tân xuân vạn phúc. Rồi. Trang trí rất đẹp. Bên ngoài này là phía trước mặt cô bác anh chị kia là cái cây cầu Nhị Thiên Đường. Đó, quận 8. Chú Đệ Vân vào gửi biếu bà cơm chay bánh mì chuối. Cơm chay cho Đệ Vân. Hả? Chú Đệ Vân. Chú Đệ Vân. Cơm chay, hai phần cơm chay, bánh mì rồi chuối gửi biếu bà. Cơm chay, bánh mì chay.
chay ha. Chay hết. Rồi. Chú Đệ Vân là em trai bà. À rồi, bà khỏe không? Ba khỏe không? Khỏe. Rồi, chúc bà năm mới vui vẻ nhá. Rồi con đi. Không có gì. Không ạ. Cơm thôi ạ. Dạ rồi. 284 Nguyễn Duy. Những cái con hẻm nhỏ ở Sài Gòn thì đang được trang hoàng để đón Tết. Chi túc chi kỷ, đèn lồng và những cái bông mai. Thưa cô bác anh chị, đây là món quà từ phương xa mà cô chú Đệ Vân có gửi tặng cho cô Kim, nhóm Pháp Hoa, với cái dòng chữ là Pháp Hoa trao bà Kim một hộp. Con xin gửi biếu cô đây cái hộp bánh này. Dạ. Cô chú Đệ Vân ạ. Dạ, cái hộp này thực ra là con cũng nhận được trước Tết dương lịch, nhưng mà cứ lu bu rồi qua đây thì lại quên, không có mang qua, và hôm nay nhân lúc buổi chiều thì mang qua gửi tặng biếu cô. Dạ. Em chào, chào Tiến Dương nha. Dạ. Em chào anh chị Đệ Vân. Đệ Vân ạ. Đệ Vân, Đệ Vân. Dạ. Thật sự ra em nhận cái hộp bánh này em rất là vui mừng luôn á. Biết là mấy anh chị ở xa nhưng mà vẫn nhớ tới nhóm cùng Pháo Hoa của mình gửi cho em hộp bánh này. Thì em cũng rất là cảm ơn luôn. Thì hộp bánh này thứ bảy này em sẽ cua ra cho các anh chị dùng một miếng để dạ. Tấm tình nghĩa mà của anh chị gửi về cho nhóm. Cảm ơn rất là nhiều nha. Rồi con, rồi con cảm ơn cô. Dạ dạ. Chào mọi người, hôm nay Đức Trung của Cường lại tiếp tục nha. Đây, hôm nay cho đồ chai. Đây đó, quá trời luôn nè, thấy chưa?
cơm với suối Thanh Long nha mọi người. Hôm nay đồ chay đồ chay kho nha. Canh hẹ đậu, hẹ đậu cơm.